Anh Trang lâu rồi không gặp. Anh Trang, tưởng tôi dân tưởng hải quân. Chuyện gì vậy? Sao Bạch Đường không đến? Không phải kêu cậu đưa qua đây à? Mà nó lâu rồi, chưa chạm vào Omega rồi. Ba và anh trai của tưởng dân tô đều là anh Khoa. Ánh mắt nhìn em rất khó chịu. Anh trai, anh còn động tay với em. Bác sĩ tưởng, em không muốn gặp bọn họ. Anh tôn trọng chút đi, cậu ấy là bạn đời của tôi. Không đem theo thì không đem theo. Nổ nóng với anh làm, mày làm gì? Lúc trước sao không thấy mày bảo vệ cậu ta như vậy? Sao lại nói chuyện với anh à, mày như vậy? Bị đụng đầu đến mức ngay cả lễ phép cũng không biết là nó suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, còn không phải tại mày không tìm vợ cho nó à? Ba có tưởng nhân tô, tưởng kình sinh. Đúng là người một nhà, quả nhiên cả người đều là một súc vật chống hệt tưởng nhân tô. Ông là như nào vậy? Mày làm sao đấy? Đây là ba của chúng mày, chúng ta dám nói chuyện với ông ấy như vậy, mày không cần mạng rồi. À, tôi mất trí nhớ rồi. Mấy người không biết à? Không giới thiệu thì làm sao tôi biết được ông là ai? Nói chuyện kiểu gì đấy, không có lớn nhỏ. Ba bình tĩnh. Dùng bạo lực để dạy dỗ, coi mình là trung tâm, căn nhà này đúng thật là vắng vẻo dị thường. Đến vừa đúng lúc. Mẹ từng Hoa tưởng dân tô Omega Hồng Nguyễn Hỷ. Nhìn xem con trai ngoan mình dạy đi, chào hỏi cũng không biết. Xem tao hôm nay. Là con không đúng, ăn cơm trước đi, tức giận có hại cho sức khỏe. Cả nhà lâu rồi không gặp, ngồi ôn lại chuyện cũ. Đầu óc con trai có vấn đề, bà cũng có vấn đề. Kêu bà ngồi là bà ngồi. Anh Khoa ăn cơm Omega ở bàn nào? Cuối cùng cũng biết hành vi vũ phu của tưởng dân tô là học của ai rồi. Quả nhiên cha nào con nấy. Đúng rồi, lần này con về là muốn đưa mẹ sang bên kia của con ở mấy hôm, lâu lắm không gặp rồi. Sao vậy? Đưa mẹ qua đấy cũng để mày đánh à? Một mình Bạch Đường còn không đủ để mày chơi sao? Mày đưa mẹ mày đi thì ai làm việc nhà? Đúng là sằng bậy. Trạng thái tinh thần của bà ấy rất tệ, xem ra phải nhanh chóng nghĩ cách đưa bà ấy thoát khỏi bể khổ này.
Nhân Tô. Mày lúc trước mỗi tháng đều sẽ tự động chuyển tiền vào trong thẻ ngân hàng, nửa năm nay sao không thấy chuyện nữa rồi? Anh không có công việc rồi. Tao mới không muốn ra ngoài làm việc, vừa khổ là vừa mệt. Dù sao công ty mày lớn như vậy, nuôi mấy người chúng ta cũng không khó. Trở về nhanh chóng chuyển tiền cho tao. Được thôi, anh đợi đấy. Luật sư Chung, có cách nào để đủ để bà ấy không tiếp tục phải chịu bạo lực gia đình nữa không? Tôi kiến nghị giải trừ quan hệ hôn nhân. Nhưng Omega ly hôn không phải sẽ bị gửi đến nơi sinh sản tập trung sao? Con trai có thể thay người mẹ bị bạo lực gia đình để của mình khởi kiện ly hôn. Trong trường hợp con trai là anh Khoa không đồng ý việc mẹ mình bị gửi đến nơi sinh sản tập trung, có thể không cho thực hiện. Cậu nghĩ cách đưa cô Hồng đi giám định thương tích rồi báo cảnh sát. Luật sư của Hiệp hội cứu trợ Omega sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu. Cảm ơn. Lại đau đầu rồi sao? Để em cho anh. Anh không sao? Em mau đi ngủ đi, ngày mai còn có tiết buổi sáng nữa. Tiểu thượng, vài bệnh nhân nặng chuyển vào trong khoa, người trực ban đâu không đủ, cậu có thể đến một chuyến không? Vâng thưa thầy, em sẽ đến ngay. Bạch Đờ, em khóa cửa vào đi ngủ sớm đi. Anh đã căn dặn bảo vệ ở tầng dưới rồi, đừng sợ, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Bác sĩ, tưởng anh. Thực tập sau đại học ở bệnh viện Đế Đô vốn dĩ rất bận, cộng thêm một đống chuyện vặt vãnh. Bác sĩ Tưởng đã rất lâu không có thời gian nghỉ ngơi, bình thường rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bác sĩ Tưởng sẽ bị kiệt sức mất, phải nghĩ cách giúp anh ấy. Xin lỗi, bác sĩ thực tập Tưởng Nhân Thư, khoa ngoại ung bướu có ở đây không? Buổi sáng có một ca quan sát phẫu thuật, bác sĩ Tưởng vẫn chưa ra ngoài. Không sao, vậy tôi ở khu nghỉ rồi, đợi anh ấy. Xin hỏi cậu là Omega của bác sĩ Tưởng sao? Cô đẹp thật đấy, cuối cùng cũng gặp được vị thần này rồi. À, tôi mình nó nói sao đây, nói linh tinh gây rắc rối cho bác sĩ Tưởng không? Có thể là cậu không biết ngoại hình của bác sĩ Tưởng đã gây chấn động rất lớn vào ngày anh ấy nhận chức, nhiều lãnh đạo còn muốn giới thiệu đối tượng cho anh ấy nữa. Nhưng khi gặp mọi người, anh ấy sẽ nói mình đã có Omega tình cảm rất tốt. Bây giờ, toàn bộ bệnh viện đều biết bác sĩ Tưởng trẻ tuổi, kết hôn sớm. Tình cảm rất tốt. Chúng mình sao? Đúng thế, đâu lại là tôi có Omega vừa xinh đẹp và vừa ngoan như vậy. Tôi cũng sẽ khoe khoang với cả thế giới.
gần đây tăng ca vất vả rồi, tôi làm nhiều thêm chút bánh mochi, mọi người cùng nhau ăn đi. Tiểu đáng yêu, cậu nhất định là phúc báo của chúng tôi, bác sĩ Tưởng cũng hạnh phúc quá đi. Tín nữ ăn bánh mochi may mắn, chỉ mong thế giới hòa bình, không thức khuya, không tai nạn nghiêm trọng, không làm thêm giờ. Gần đây Bạch Đường đã không nghe lời, anh nghĩ cách đối phó với em ba rồi, đưa mẹ qua đây dạy dỗ em ấy. Mày tự mình nghĩ cách đi, tao không dám nói với ba. Gần đây việc kinh doanh của công ty không tốt lắm, không thể gửi tiền đúng hạn được, tiền tiêu xài của mình, anh tự nghĩ cách đi. Đừng đừng, tao giúp mày. Nhưng buổi tối mày nhất định phải đưa mẹ trở về đúng giờ. Kẻ có lòng tham không đáy, quả nhiên dễ đối phó nhất. Tăng ca nhiều quá nên qua mắt rồi sao? Sao Bạch Đường lại ở đây chứ? Bác sĩ Tưởng, sao lại đến đây đến một mình ạ? Không sao, em cẩn thận lắm, trên đường rất an toàn. Lần đầu tiên thấy bác sĩ Tưởng mặc áo khoác căng, đẹp trai quá đi. Em đem cơm hộp đến cho anh, công việc vất vả nhất định phải ăn no đó. Tuân lệnh, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ ăn cơm. Ngọt quá, tôi muốn ngất luôn rồi. Hãy khóa cặp này lại. Dì đừng sợ, con lúc trước cũng giống như dì, nhưng bác sĩ Tưởng vô cùng lợi hại, anh ấy sẽ giúp dì thoát khỏi căn nhà đó. Không có ai sẽ giúp, đến giúp. Thương tích của bà Giang được giám định thương tật cấp độ 1, có những di chứng rất nghiêm trọng về cả thể xác lẫn tinh thần, nên để bà ấy tránh xa ngọn nguồn gây hại trong thời gian kiện tụng. Tôi hiểu, tôi đã liên hệ với viện điều dưỡng tiến hành các cách ly điều trị, không thể để bà ấy gặp lại tên cặn bã đó được. Bác sĩ Tưởng, pheromone của anh gần đây biến động rất khác thường, là do áp lực quá lớn sao? Không sao, anh sẽ chú ý mà. Bạch Đường, anh muốn trao đổi với em một chuyện. Chuyện gì? Bạch Đường, chúng ta đem thu nhập của công ty quyên góp cho quỹ cứu trợ Omega có được không? Được chứ, tùy anh quyết định. Công ty của anh có thể chi trả chi tiêu trong nhà, nhưng cuộc sống sau này có thể sẽ không giống như bây giờ. Em sẽ nỗ lực mà. Em sau này cũng sẽ có tiền lương. Bác sĩ Tưởng không cần lo lắng, anh có thể lo cho anh và Hát được. Giỏi quá. Chỉ cần có mặt trời nhỏ ở đây, dù cho có mệt đến đâu cũng sẽ không thấy khổ.
nhất định sẽ chẳng sự thượng ý. Bác sĩ Lâm, anh ấy gọi điện làm gì vậy? Bạch Đường, kỳ dịch cảm ở của tưởng dân tư đến sớm hơn thời hạn. Bệnh viện đã đưa cậu ấy đi cách ly rồi. Trạng thái của cậu ấy không quá tốt, khả năng cần rút ra pheromone khai thôi của cậu. Tôi lập tức đến bệnh viện ngay. Trong phòng cách ly có máy đo pheromone, chỉ cần trong hai bên có nồng độ cao hơn nồng độ nhất định thì sẽ phát ra cảnh báo. Cậu không cần phải lo lắng, đâu đó rất an toàn. Anh ấy sẽ không làm gì tôi đâu. Anh ấy là anh khoa tốt nhất trên thế giới. Bạch Tường, em đến rồi. Trước đây đều là anh đánh đổi, lần này cũng để em vì anh mà làm chút gì đó đi. Là Bạch Tường thật sao? Mình không có nằm mơ, quả nhiên em ấy được cứu rồi. Ở đây nguy hiểm, em mau ra ngoài. Không, em muốn ở bên anh. Có em ở đây, anh sẽ dễ chịu hơn một chút. Sao mới một buổi sáng không gặp đã bị kỳ nhạy cảm dày dò thành dáng vẻ này rồi. Bác sĩ Tưởng, anh khó chịu không? Đã tốt hơn nhiều rồi, không đau chút nào. Lừa đảo. À, Bạch Tường, đừng khóc. Em như vậy anh sẽ càng khó chịu hơn đó. Em mới không khóc là vừa nãy ở bên ngoài vào ngứa mắt. Mau mau ngủ đi, vừa hay nghỉ ngơi lát. Bây giờ anh không ngủ được, hôm nay hiếm khi rảnh rỗi, em nói chuyện với anh, nói cái gì cũng được. Vậy nói chuyện lát. Bác sĩ Tưởng đã lớn như vậy rồi còn làm nũng đòi người dỗ. Hôm nay ở trường có người đánh nhau alpha kia, vậy mà thua beta rồi. Xem náo nhiệt cũng phải chú ý an toàn. Cơm trưa em ăn một miếng gà rất ngon ở nhà ăn, lần sau em dẫn anh đến trường ăn. Được. Còn nữa, hôm nay bọn em kiểm tra sức khỏe, em chạy 800 m vậy mà không phải xếp cuối cùng. Chạy xong đừng ngồi ngay, có thể uống chút nước cấm. Nghe em ấy chia sẻ niềm vui, có loại cảm giác chữa lành kỳ diệu. Ừ, hình như ở trường không có chuyện gì để kể rồi. Em kể chuyện lúc nhỏ của em cho anh. Là đứa con Omega duy nhất trong nhà. Mỗi lần ăn dâu, em đều chỉ có thể ăn phần còn lại của anh chị. Lúc đó em cứ tưởng không tranh chấp, cướp giảm thấp cảm giác tồn tại. Người trong nhà sẽ dần dần thích em.
mãi đến lúc ba mẹ em tìm bà ngoại nuôi rồi. Em mới biết trong mắt bọn họ, dâu tây dị dạng chua chát giống như cuộc đời của em đã định trước sẽ bị từ bỏ. Đừng buồn, đã về nhà mua dâu tây to nhất ngọt nhất cho em. Thực ra cũng không có gì, vì em đã có được bù đắp tốt nhất qua năm tháng 20 tuổi trước đó. Nghĩ kỹ lại, thực ra lúc nhỏ anh cũng không tính là tốt lắm. Từ nhỏ cuộc đời anh đã nằm trong kế hoạch nghiêm khắc ba mẹ đặt ra. Mong ước cả đời của họ chính là làm sao nhào nặn anh thành người thành công, thế tục đều biết đến. Lúc nhỏ anh còn ôm hy vọng với bọn họ, tưởng rằng chỉ cần anh làm là đủ tốt thì có thể có được chút dịu dàng của bọn họ. Tưởng nhân thư, cái thằng vô dụng này không xứng làm con của bọn tao. Nhưng về sau anh mới phát hiện trong mắt bọn họ anh chỉ có thể là một chiến lợi phẩm nhất định, phải ưu tú vĩnh viễn. Về sau anh trở thành người trẻ tuổi tài năng, trong mắt người ngoài cũng có được năng lực thoát khỏi xiềng xích của ba mẹ. Nhưng phát hiện ảnh hưởng của bọn họ đối với anh đã khắc vào trong xương, anh không thể thoát khỏi nữa. Có thể người như anh không xứng có được tình yêu bình thường của thế gian. Bác sĩ tưởng đây không phải là lỗi của anh. Anh tốt như vậy thì nên hưởng thụ tình yêu thế gian đều không sánh bằng. Ai cũng không nên phụ lòng anh. Bạch Đường, thất bại lúc trước có thể làm bài học sau này. Cái gì? Bác sĩ tưởng như vậy, đáng để mình không màng tất cả, dốc hết tất cả để yêu. Anh thích em đi, lần này anh sẽ được đáp trả rất nhiều rất nhiều. Bạch Đường em, thực ra em thích anh rất lâu rồi. Anh bằng lòng ở bên em không? Chỉ cần anh có chút thích em sẽ có thể rất tốt với anh. Bác sĩ tưởng có được không? Đồ ngốc, thực ra không chỉ thích một chút mà là vô cùng thích. Cái gì? Bông hồng nhỏ chính là tay bảo vệ, ai lại cam tâm tình nguyện buông tay chứ. Mình đã sớm hiểu ra. Bạch Đường, anh cũng thích em, anh bằng lòng ở quanh em. Người ưu tú như bác sĩ tưởng thích mình không phải đang nằm mơ chứ. Là đau. Bạn trai tỏ tình thành công không cho anh một nụ hôn thắng lợi sao? Bây giờ anh bị trói không động đậy được. Ừ, bác sĩ tưởng em. Buông tôi ra. Anh nói cần tôi. Đừng, đừng đi. Xin lỗi, nồng độ hormone áp bức của tưởng nhân tư quá mức. Tiến thể của cậu bị tổn hại không thể ở lâu.
hay là cậu về nhà trước đi, tôi muốn tự mình đợi anh ấy ra ngoài, để anh ấy tỉnh táo rồi nói lại anh thích tôi một lần nữa. Dân thư, kỳ dịch cảm của cậu mới kết thúc, cô từng nghỉ ngơi 2 ngày đi. Cảm ơn thầy. Tại sao bác sĩ tưởng một chút cũng không thay đổi? Anh ấy sẽ không quên bài tỏ hôm đó chứ? Bạch Đường, sao mặt em đỏ vậy? Có sao? Khả năng là có chút nóng thôi. Đợi chút đắp chăn vào sẽ không nóng nữa. À, không. Lúng túng quá, mình đang hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Xem ra có tâm sự mà giấu mình. Vậy chúng ta tắt đèn đi ngủ thôi. Đợi đã. Bác sĩ Tưởng, quan hệ của chúng ta bây giờ là gì? Em cảm thấy sao? Em cảm thấy là người yêu. Em nói cái gì thì là cái đó. Anh nghe bạn trai anh. À, thật, bác sĩ Tưởng, cuối cùng cũng là một mình rồi. Vậy em có thể hôn anh được không? Nụ hôn chiến thắng tỏ tình thành công. Em muốn hôn ở đâu? Hôn ở đây là được. Bác sĩ Tưởng chưa yêu đương bao giờ, em vẫn là tiết chế một chút. Ừ, em muốn hôn thì hôn. Cảm giác chạm vào thật mềm. Bạn trai của mình muốn làm gì cũng được. Hôn thêm một cái cũng không quá đáng vậy. Lại hôn một cái. Bạch Đường, em làm cái gì? Biến thành dáng vẻ này sao được? Quá chủ động sẽ bị người khác bắt đi làm chuyện kỳ quái. Làm cái anh hôn sao không nhắm mắt, xấu hổ quá. Anh muốn xem Omega nhà ai háo sắc như vậy? À, thì ra là của nhà anh. Em cũng không biết, tay em tự tiến vào đấy. À, em nói đều đúng. Sắc trời không còn sớm nữa, nhanh đi ngủ thôi. Có thể ôm ngủ không? Bạch Trời, cái đầu nhỏ của em đang chứa đựng cái gì vậy hả? Sự tương phản tối nay có chút lớn đó. Con người luôn không biết xấu hổ vào ban đêm mà. Hơn nữa anh là bạn trai của em. Nếu đã danh chính ngôn thuận vậy anh đều nghe em hết đấy. Ngủ ngon, bạn trai. Trịnh Như Dân, anh mẹ nó là tên cuồng theo dõi biến thái ạ. À, lúc trước là tôi làm không đúng, nhưng lần này tôi thật sự tìm cậu có việc. Không cần biết anh tìm tôi có chuyện gì, tôi không muốn có bất kỳ liên hệ nào với anh Khoa hết. Anh cút đi. Là chuyện về cậu, phía trước có một quán cà phê, tôi rất nhanh sẽ nói xong thôi.
em có khỏe không vậy? Buông ra. Xin cậu đấy, cho tôi một cơ hội để tôi nói hết có được không? Chó ngốc này. Cậu thử nước ngọt dĩ đào của quán này đi, mùi vị không tồi. Không uống. Tại sao? Thật sự rất ngon đấy. Không phải cậu cũng thích nước ngọt dĩ đào à? Thôi, mẹ nó không muốn uống nước đào với anh. Rốt cuộc có chuyện gì thì không nói, thì tôi đi đây. Ây da, tôi nói, tính khí này của cậu cũng khá dịu dàng rồi đấy. Tôi chỉ là muốn thuyết phục cậu kiên trì thi công chức, nhất định đừng bỏ cuộc. Không cần anh nói, tôi cũng sẽ đi. Tin tôi, hôm nay cậu nhất định có thể thi lên được. Tôi có cách giúp cậu thoát khỏi thân phận Omega. Tôi đã điều tra rồi. Người phỏng vấn chính của kỳ thi lần này vẫn luôn tranh thủ sự ủng hộ của Liên minh y học. Ông ta từng tặng quà cho ba tôi mấy lần. Đến lúc đó tôi đi phỏng vấn cùng cậu. Cậu cứ nói cậu là Omega của tôi. Ông ta nể tình bệnh viện. Đế đô sẽ đủ rồi. Đừng đi mà. Sao cậu lại tức giận rồi? Tôi cũng là muốn tốt cho cậu đấy. Ha. Omega của con trai viện trưởng bệnh viện Đế đô rất quan phong ha. Nếu sử dụng đặc quyền vậy tôi có khác gì? Đám rác rưởi mượn chế độ để bài xích tôi. Không phải đặc quyền. Tôi sẽ không dựa vào anh Khoa, vĩnh viễn với không. Cút đi, đừng tìm tới tôi nữa. Cái miệng này lại làm hỏng chuyện rồi. Có điều cậu ấy không muốn làm Omega của mình như vậy sao? Cô ấy xem này, đây là thành viên mới của nhà tuổi cháu Caramel. Để nó chơi với cô được không? Tình hình của cô Giang vẫn chưa tốt lên. Cô ấy gạt bỏ hết tất cả mọi chuyện ở bên ngoài. Nhiệm vụ quan trọng bây giờ chính là xây dựng là cây cầu giao lưu với thế giới bên ngoài của cô ấy. Không có việc thì mới thăm cô ấy nhiều hơn đi. Không vấn đề, giáo sư Lâm vất vả rồi. Không vất vả phục vụ cho hiệp hội cứu trợ Omega. Cậu tránh ra. Alo, bác sĩ Tần. Không hay rồi, luật sư chúng bị đánh rồi. Chuyện gì vậy? Tin luật sư chúng kiện ly hôn. Miễn phí cho Omega cầu cứu bị truyền thông báo cáo. Sáng nay lúc đi làm bị anh Khoa cực đoan mai phục tập kích. Biết rồi, chúng tôi lập tức đến đó. Đúng là vô pháp vô thiên. Chơi đánh lén tính là cái gì?
loại alpha rác rưởi này nên lôi đi về lồng heo. Bình tĩnh bác sĩ Long, cậu say làm tôi chóng mặt. Omega cứu trợ số 17 đã sắp xếp xong rồi, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ. Chuyện của luật sư Chung lên hot rồi, dư luận trên mạng rất bất lợi cho anh ấy và hiệp hội. Cho tôi xem. Đấm chó con này. Đâu với ông Lâm mày đúng không? Sao lại có anh Khoa hướng dẫn Omega chứ? Hiệp hội cứu trợ Omega này là tà giáo à? Đúng vậy, hủy hoại gia đình người ta đúng là tội ác chết đáng chết. Đề nghị chính phủ cấm chỉ hiệp hội chó này, nhân tiện phản ánh hình sự khoáng hình luật sư rác rưởi họ Chung. Đây rõ ràng là tổ chức đối lập đang thao túng dư luận, cậu đừng tốn công tranh cãi với đám kia. Chơi dư luận với tôi, bọn họ còn non lắm. Thần kỳ quá, có rất nhiều người đứng ra nói giúp Omega này, hơn nữa bình luận tiêu cực đều biến mất rồi. Quả nhiên lại tới nữa. Thị quân, ai không biết mua, tiếng vào của nấy. Tôi lấy vàng bạc thật đập chết bọn họ. Đây chính là sức mạnh của tiền, sức mạnh của tiền tệ sao? Chói quá rồi. Nguy cơ dư luận lần này vô cùng điển hình. Nhân lúc mấy thành viên trụ cột đều ở đây, chúng ta kiểm tra lại chút đi. Lần này có thể gây ra sóng gió lớn, chứng tỏ phương hướng cố gắng của chúng ta là chính xác. Lần đánh lén này là tiếng chuông cảnh tỉnh, cũng là nhắc nhở. Đến lúc chúng ta tăng cường lá chắn bảo vệ của hiệp hội rồi. Tôi tán thành, nắm quyền chủ động thì chúng ta mới có thể phản kích. Người của hiệp hội cứu trợ Omega đều rất lợi hại, mình cũng rất muốn trở thành người như vậy. Rõ ràng bản thân là bác sĩ còn không chú ý sức khỏe, kỳ nhạy cảm vừa kết thúc đã làm việc học tập chứ chơi mạng như vậy. Bác sĩ tưởng anh đi ngủ cùng em được không, anh không thể thức đêm mãi. Em ngủ trước, bản kế hoạch hôm nay của anh còn chưa làm xong. Mình phải nghĩ cách giúp anh ấy ném hết những gông cùm cố chấp của gia đình ban đầu đặt trên người anh ấy. Bác sĩ tưởng mau lên. Sao vậy? Anh mau qua đây, em có chuyện muốn giúp anh. Muốn anh giúp cái gì? Anh bôi kem dưỡng da giúp em đi. Hôm nay em viết mấy nghìn chữ luận văn ở trường, tay mỏi. Làm cái gì?
bô kem dưỡng da, không phải em yêu cầu ạ. Rất kỳ quái, hoàn toàn không giống lúc mình tự mình bôi. Có điều giờ anh ấy sẽ không còn nghĩ tới công việc nữa rồi. Đợi đã, tại sao lại là loại biểu cảm này? Chân của mình là mô hình nhựa gì sao? Tại sao mình đỏ bừng mặt, anh ấy lại lãnh đạm như vậy? Mình không có sức hút như vậy à? Có khi tưởng hôn một cái đột ngột cái gì tổ tông nhỏ này lại làm sao? Đâu có ai hôn như vậy, anh rất qua lo. Với người yêu phải hôn như vậy mới được. Thầy giáo, anh học được rồi. Để anh thực hành chút nha. Anh làm gì? Hung dữ quá. Cảm giác sắp bị ăn mất rồi. Bác sĩ tưởng em sai rồi. Thầy giáo, anh học thế nào? Dễ xấu hổ như vậy còn dám tùy tiện kêu ghẹo mình. Rất tốt. Vậy chúng ta bôi kem dưỡng da tiếp đi. Không, không bôi nữa. Anh đi vệ sinh. Anh nghỉ ngơi sớm chút. Sao mình không có tiền đồ như vậy? Còn chưa bằng người chưa từng yêu đương. Cố lên, kỳ thi lần này nhất định có thể. Lên xe. Đồ chó này, sao âm hồn không tan? Bỏ đi, đừng so nói với anh ta. Buông tôi ra. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn gặp lại anh nữa. Tôi biết cậu không muốn dựa vào anh Khoa, nhưng cậu có thể nghe tôi giải thích không? Tôi kiếm lối ra trong thế giới anh Khoa, chuyên quyền và lúc đó chỉ dựa vào thực lực và không đủ. Cho dùng nguồn cách gì, hiện giờ quan trọng nhất là vào trong chế độ. Lý lẽ lệch lạc gì? Cái chính xác chính là cúi đầu với anh Hoa sao? Nếu ngay cả cửa đều không bước vào được, sao cậu thay đổi chế độ tranh thủ nhiều lợi ích hơn cho Omega? Huống hồ, tôi giúp cậu tính là cúi đầu gì? Tôi chỉ là thật lòng muốn làm chút chuyện cho cậu thôi. Long Bạch chú, tôi và anh không thân không thích, cả bạn bè cũng không tính. Thái độ của tôi với anh thậm chí còn rất không tốt. Tại sao anh lại muốn giúp tôi? Giúp đỡ không cần lý do, không muốn giúp mới cần kiếm cớ. Được rồi. Cậu nói cái gì? Cậu đồng ý để tôi giúp rồi. Cậu không thể nuốt lời đâu. Bây giờ tôi chở cậu đến chỗ phỏng vấn. Rốt cuộc có gì đáng vui mừng? Lâm Bạch Chú,
Tôi thật sự càng ngày là càng không hiểu anh. Hy vọng đây không phải là chuyện xấu gì. Tạm biệt. Buổi chiều không có tiếc đến bệnh viện tìm bác sĩ Tưởng thôi. Đúng lúc buổi tối có thể cùng về nhà. Bạch Đường, sao bọn họ lại ở đây? Tao nói sao Tưởng Nhân Tô không gửi tiền cho bọn tao nữa? Thì ra đều để lại cho tiểu tiện nhân này đi học đại học rồi. Đúng là có bản lĩnh khiến Tử Nhân Tô mê đến thần hồn điên đảo. Có phải mày là xúi giục nó giấu mẹ tao đi không? Chúng ta đem Bạch Đường về, Tử Nhân Tô nhất định sẽ đưa tiền đến thôi. Vậy còn phí lời làm gì, nhanh đi. Không thể để bọn họ uy hiếp bác sĩ Tưởng được. Hai anh Khoa đó có chuyện gì vậy? Ẩn ra đấy làm gì? Nhanh báo cảnh sát đi. Lại dám phản kháng cơ đấy. Đúng là to gan lớn mật mà. Sao vẫn không nhận? Sẽ không xảy ra chuyện gì rồi chứ? Bệnh nhân trên hồ sơ bệnh án cần chú trọng chăm sóc, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi đi trước. Bác sĩ nhanh tới cứu người đi. Ở đây chúng tôi có một bạn học bị chém thương, bị thương rồi. Đường, cậu là ai vậy? Bỏ cậu ấy xuống, đây là bệnh viện, cậu đừng có mà làm loạn. Anh ấy là anh Khoa của tôi, cũng là bác sĩ, không sao đâu. Cảm ơn mọi người đã đưa em ấy đến đây. Tôi đưa em ấy đi điều trị trước, ngày khác còn sẽ đích thân cảm ơn. Vẫn may chưa bị thương đến động mạch, kịp thời đưa đến bệnh viện, nguy hiểm nguy cơ nhiễm trùng không lớn. Sau khi sâu vết thương hãy chăm sóc bản thân cho tốt nha, đừng sợ anh đây. Ta có bác sĩ Tưởng đang phát run sao? Em không sao, gây thuốc tê rồi không đau nữa. Đợi tối về chúng ta làm viên bạch tuộc nhỏ ăn được không? Anh mua rồi. Đừng nói là không đau, em không cần tỏ ra kiên cường như vậy trước mặt anh. Tại sao anh đến thế giới này rồi cũng không bảo vệ tốt được em? Xin lỗi. Hai cha con này vẫn ở trong đồn cảnh sát. Có điều bọn họ đều là anh pha, nhiều nhất và tạm giam 5 ngày với phạt tiền. Năm ngày
Tôi muốn khiến ông đó phải ở trong bệnh tâm thần đến hết đời. Nhìn từ góc độ chuyện chuyên môn, tưởng kình sinh xác thực không có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng và rối loạn tâm thần ngắt quãng. Chỉ cần cung cấp cho công an giấy chứng nhận bệnh án tính ngụy tạo cho xã hội, ngụy hại xã hội, đồng thời xin cường chế giam giữ trị liệu là được. Thế còn tưởng Hải Quân, một con rệp toàn là yếu điểm, không có gì phải sợ. Rồi sau khi uy hiếp hắn thay vì Giang hoàn thành kiện cáo ly hôn, tôi sẽ khiến hắn chết một trong tù. Giấy chứng nhận bệnh án cứ giao cho tôi, xác nhận bệnh thần kinh thì tôi với vợ tôi là chuyên gia đấy. Cảm ơn nha. Không sao chứ, cậu làm sao vậy? Không sao. Ngồi lâu nên có chút hạ huyết áp tư thế. Đáng lẽ ra nói chuyện này tôi không nên đề cập tới, nhưng tình trạng sức khỏe của cậu bây giờ rất không ổn, cần có khám sức khỏe không? Không cần đâu, tôi thật sự không sao. Cơ thể tôi hiểu mà. Bạch Đường còn đang đợi tôi về nhà, tôi không thể rời khỏi em ấy quá lâu. Cố chấp quá mức. Xem ra vẫn phải giới thiệu một bác sĩ tâm lý cho cậu ấy. Sau này không thể để Bạch Đường bị thương gì, quyết định sáng sách lược sai sót nữa. Lần này nhất định phải khiến hai tên súc vật đó không còn sức phản kháng được nữa.